Sài Gòn đẹp, náo nhiệt, bận rộn. Và ở đây cũng vậy. Đi học cũng vui lắm chứ. Nhưng cũng có những lúc mệt muốn xỉu. Đi học mà chỉ mong mỗi tiếng chuông reo. Mọi người thích nhất là cảnh nào trong trường nhỉ? Chắc không phải cảnh này nhỉ? Hay là cảnh này? Nhưng tôi thấy đây mới là cảnh tuyệt nhất nè. Giờ thì học tiếp thôi. Khoan, đại học mở đâu chỉ có học, mà còn có niềm vui, sự năng động, nhiệt huyết, mạnh mẽ, và cả những sự vất vả nữa. Thanh xuân sớm muộn rồi cũng trở thành hồi ức, buộc chúng ta phải tiếc nuối mỗi khi nhớ về. Và chính những khoảnh khắc này luôn làm tôi cảm thấy luyến tiếc, nhưng cũng đầy tự hào. Tôi không đơn độc trên hành trình này, vì bên tôi còn có những người bạn, những người đồng đội đã cùng nhau ghi lại những điều thật đáng nhớ của tuổi 20. Các bạn biết không, tôi đã đọc ở đâu đó rằng quần áo thì không có hạn sử dụng, nhưng những thứ khác thì có đấy, bao gồm cả tuổi trẻ. Và tuổi trẻ của tôi, à không, là của chúng tôi, chính là OU.